Hello. Dạ, ok. Anh nghe thấy chưa ạ? Nghe rồi. Mời dạ. Không? Em chào lại anh Thơ Quang, chào anh Cư Sá Duy Tân và chào lại cô chú anh chị. Dạ. Dạ, em tên Trung anh. Cái tên nick nó là như vậy thôi ạ. Dạ. Thì cái đề đầu tiên thì em cũng rất là đồng tình với anh Cư Sá Duy Tân và anh Việt Trai về góc độ là cái cô bé gọi là Đoàn Nhật Huyền Trân này. Thực ra thì cô này cô vô tội thôi, cô chả liên quan gì đến cái câu chuyện này, bởi vì thực tế cô cũng là vì cái điều kiện nào đó thì cô tham gia vào cái lực lượng hải quân Hoa Kỳ và cô ấy phục vụ trên cái tàu Ronald Reagan này, thì em thấy nó cũng bình thường, không vấn đề gì cả, bởi vì đó là mỗi lựa chọn của mỗi con người mà mình cũng không có quyền để mà ngăn cấm người ta hay như thế nào ấy. Thế nhưng cái đáng nói ở đây, đáng nói là các bên thứ ba đó, ngoài chính phủ Mỹ và cô này ra thì cô này hoàn toàn là không liên quan nhé. Em nói rõ là em cũng không có đả kích hay là bêu xấu gì cô cả, bởi vì đó là cái lựa chọn của cô, có quyền cá nhân của cô được phép lựa chọn, mình không có quyền. Thế nhưng ở đây là các cái bên còn lại đó là em thấy rất là buồn cười. Buồn cười ở đây thì thôi thì cái tự do báo chí thì chúng ta cũng không có thể ngăn cấm được, bởi vì đó là quyền tự do báo chí, người ta có thể viết những cái nội dung mà người ta đăng tải và đã được kiểm duyệt rồi người ta mới đăng lên đó. Rồi một số cái nhân vật khác, ví dụ như Mạc Văn Trang chẳng hạn, hôm nay em nói rõ luôn, Mạc Văn Trang chẳng hạn cũng là một người lớn tuổi, cũng là người có học, cũng là người đã từng có những cái danh này danh kia, đúng không ạ? Và cũng lên mạng xã hội và cho rằng là cảm ơn cái cô Huyền Trân này đem lại cái tay này, thì hắn ở trong nước này đấy, thì cũng lớn tuổi rồi, thì cũng đem lại cái nụ cười tươi sáng với quê hương và đem tâm thế bảo vệ người Việt yêu dấu. Em thấy rất là buồn cười, mà không riêng gì Mạc Văn Trang ở đâu, nhiều đối tượng khác nữa ở trong nước người ta đưa lên những cái tốt mà người ta ca ngợi. Em thấy nó hình tượng hóa cá nhân, nó rất là phi lý. Trong khi đó là chúng ta hiểu một điều là dĩ nhiên là em có đọc qua một số cái quy định của về lính nghĩa vụ của Mỹ đó, thì người ta cũng có quy định là cái điều kiện mà để tham gia lính nghĩa vụ này, đặc biệt sau vụ 11 tháng 9 năm 2001 đó, là cái định cư ở Mỹ này nó quy vào cái diện là EB5 á, là anh đi lính Mỹ thì anh sẽ được thế này thế nọ, được tài trợ học phí cho con rồi vân vân hết, rồi là được nhập quốc tịch Mỹ đó. Nó là một trong những cái điều kiện mà được tạo điều kiện để lấy cái quốc tịch của Mỹ đó đấy. Thế thì ở đây là rất rõ ràng là cái này là cô Huyền Trân này cũng có mục đích cá nhân của cô và gia đình cô, chứ nó chả liên quan đến đất nước Việt Nam cả. Với cái điều mà em thấy rất là vô lý ở đây là như các anh đã đưa ra những cái ví dụ, hiện nay Việt Nam chúng ta thì với Mỹ thì đang có quan hệ cũng tương đối tốt đẹp, chúng ta chưa đề cập đến cái vấn đề mà chính phủ Mỹ người ta có cái phản hồi như thế nào về cái vụ khủng bố ở Đắk Lắk. Nó liên quan đến cái đối tượng mà nó từ Mỹ nó vượt biên trái phép về Việt Nam và nó tổ chức điều hành chỉ đạo cái lực lượng nó tấn công 2 trụ sở công an xã ở huyện Cư Quynh, Đắk Lắk. Thì em chưa đề cập vấn đề đó, nhưng về các góc độ khác, về cơ bản thì hiện nay thì Việt Nam với chúng ta và Mỹ đã có cái quan hệ ngoại giao tương đối là tốt sau khi mà người ta dỡ bỏ các lệnh cấm vận đối với Việt Nam chúng ta. Thế nhưng rất rõ ràng là về góc độ ngoại giao thì là như vậy. Thế nhưng qua vụ việc ở Đắk Lắk chúng ta thấy là nó có cái điều gì đó mà chúng ta lăn tăn từ bấy lâu nay mà nó vẫn không có, theo em suy nghĩ là nó không phải là không có cơ sở. Đó là về góc độ ngoài mặt đấy, có nghĩa là về ngoại giao, về ngoài mặt ấy, thì người ta rất là niềm nở, đúng không ạ? Thăm gặp chúng ta rất là ok. Thế nhưng ở đâu đó ở bên trong về bản chất thì người ta vẫn có những cái tư tưởng, ý định của người ta là người ta sẽ đầu tư, người ta sẽ dinh dưỡng cho những các cái đối tượng, các cái tổ chức nó chống phá nhà nước Việt Nam chúng ta. Thì cái điều đó nó thể hiện rất là rõ rồi chứ không phải là đến bây giờ. Thế về chúng ta đặt ra một cái vấn đề như các anh đã nói, em rất là đồng tình. Thế ví dụ bây giờ chẳng hạn như Mỹ người ta cấm vận Việt Nam đi, thì không riêng gì cô Huyền Trân này mà nhiều người khác thường lên mạng đấu tranh cho dân Việt Nam. Thì lúc đó các anh sẽ có phản ứng như thế nào nếu như chính phủ Mỹ cấm vận về kinh tế chẳng hạn, hoặc là gì ạ? Hoặc là cô sẽ có một cái phản ứng như thế nào nếu như Việt Nam và Mỹ lại xảy ra một cuộc chiến nữa? Thì rất rõ ràng em không lẽ là cô Huyền Trân này cô lấy luôn cái tàu sân bay đó, cô bàn giao cho Hải quân Việt Nam hay là như thế nào? Bây giờ rất rõ ràng là ok, cô đồng ý, em đồng ý ở trên phương diện là cô ấy là người gốc Việt, hoặc là có liên quan đến gốc gác của người Việt Nam, hoặc hiện tại có thể cô đang là quốc tịch Việt Nam. Thế nhưng mà Cái này là cô ấy đóng góp cho quân đội Mỹ và chính phủ Mỹ. Thì nó chả liên quan đến Việt Nam mà chúng ta phải tự hào cả. Rõ ràng là như vậy. Em khẳng định rõ ràng luôn. Cá nhân em là một công dân ở trong nước này. Thì đúng rồi. Em chỉ đồng ý 100%, hai chân hai tay mà. Dạ, em chỉ đồng ý là em tự hào là ai. Tự hào đối với những người, kể cả là những người không liên quan đến Việt Nam, nhưng người ta có tình cảm với người Việt Nam chúng ta thôi, với đất nước con người Việt Nam chúng ta, mà người ta có những cái đóng góp nó hữu ích đối với nhân dân Việt Nam chúng ta, thì em cũng cảm thấy những cái đóng góp của những người đó em cũng đáng tự hào, để giúp cho người dân Việt Nam chúng ta phát triển, hoặc là gì tạo một cái điều kiện nào đó để cho xã hội Việt Nam chúng ta nó ổn định và phát triển bền vững, thì em cũng rất là cảm thấy tự hào và cảm ơn những người như vậy. Thế nhưng ở đây rất là rõ ràng cho có những cái thành phần hiện nay nó quên đi mất là các cái người lính Mỹ hoặc là lính Đại Hàn hay là các cái lính khác, người ta đã từng tham gia với Mỹ trong chiến tranh Việt Nam, ở Việt Nam chúng ta, người ta đã tàn sát, đúng không ạ, những người dân của Việt Nam chúng ta như thế nào, rồi vân vân và vân vân cả. Những cái người mà đã phải chịu hy sinh xương máu để đứng lên đánh đuổi ngoại xâm, giành lại cái độc lập tự do cho Tổ quốc, thì ngày nay càng bị các đối tượng nó xuyên tạc, thậm chí là cả các cái vị lãnh tụ của chúng ta cũng vậy. Nó xuyên tạc, nó bôi xấu, thậm chí là nó nhục mạ, đúng không ạ? Thì những người mà đã hy sinh xương máu cho đất nước chúng ta thì chả thấy các anh tự hào, chả thấy các anh hàng năm đến ngày 27 tháng 7 hay các cái ngày khác các anh lên, các anh tự hào, các anh thể hiện mình là con người Việt Nam, đúng không ạ? Mà nhờ những người đó, những người tiền bối đó, những người đã hy sinh đó thì chúng ta mới được những ngày hôm nay. Thì chả thấy bao giờ các anh lên các anh tự hào, mà các anh lại đi tự hào những cái người mà đóng góp cho chính phủ khác, đặc biệt ở đây là chính phủ Mỹ. Các anh đóng góp cho chính phủ Mỹ thì có tự hào, thì công dân Mỹ người ta tự hào chứ. Cá nhân người dân Việt Nam có được hưởng cái gì như cá nhân em, cá nhân em công dân người Việt Nam, em có đâu được hưởng cái gì từ những cái đóng góp đó đâu mà lại đi tự hào. Ví dụ người ta đóng góp vào cái thúc đẩy cái quan hệ ngoại giao giữa hai nước, hoặc là thúc đẩy sự phát triển hợp tác kinh tế giữa hai nước thì ok, cái đó thì em không đề cập. Anh là công dân Mỹ ở đây, anh cũng đâu có gì tự hào, anh cũng đâu có hưởng được như là cái con bé đó, nó làm gì đó, chuyện của nó, nghe của nó, quyết định của nó, tương lai của nó liên hệ tới anh đâu. Tại sao anh phải tự hào? Dạ đúng rồi anh, đó là anh là ở Mỹ, đúng không ạ? Anh còn thấy không có tự hào gì. Thế thì em thấy ngạc nhiên là có một số thành phần ở trong nước lại đưa lên là gì tự hào cái này cái kia, rồi cô gái Việt thế này cái kia. Ủa, chứ nhiều khi các anh chị lại quên mất một cái điều, đó là dĩ nhiên là không phải là chúng ta đánh giá thấp cái cống hiến của cô ấy, nhưng mà cái cống hiến của cô ấy là cống hiến cho quân đội Mỹ, cống hiến của Mỹ, chính phủ Mỹ, đúng không? Nó cống hiến gì đâu, thì đó người ta phục vụ là phục vụ các cái bộ phận đó, chứ người ta không có phục vụ hay là đem lại cái lợi ích gì cho người dân Việt Nam, hay là đóng góp gì cho một phần nhỏ nào đó cho sự phát triển của Việt Nam. Mà chúng tôi có, thậm chí có cả báo chí. Dĩ nhiên về góc độ báo chí thì em không dám nói là thế này thế nọ, bởi vì đó là quyền tự do báo chí, người ta có quyền khai thác trên tất cả các lĩnh vực. Thế nhưng mà ở đây là mang tính chất nó định hướng dư luận, đúng không ạ? Bây giờ ví dụ như là các học sinh của chúng ta đi thi đoạt huy chương này, huy chương vàng, huy chương bạc các thứ ở các giải thi toán lý hóa quốc tế hay là gì đó, thì ok, cái đó là người ta đóng góp cho thực tế, đúng không ạ, cho sự phát triển của nước nhà, thì các anh viết bài, các anh tôn vinh, các anh tự hào, đó là chuyện bình thường, bởi vì nó mang tính chất là cái gì đúng, đúng không ạ, cái gì hợp lý thì chúng ta ủng hộ, chúng ta tuyên dương lên để cho mọi người đều biết. Còn cái gì nó không phù hợp thì chúng ta cũng phải phê phán, thậm chí là lên án những cái hành động sai trái. Thế nhưng rất rõ ràng ở đây nó lại chả nằm trong cái vấn đề nào cả. Thế thì các anh đưa lên với mục đích gì, đúng không ạ, để định hướng một chiều hướng như thế nào? Có nhiều người thì họ dựa hơi đó. Cái dựa hơi nó cho thấy là mình thiếu tự tin, mình cần phải có một cái gì đó để mình tô bóng mình lên. Ví dụ như anh đang nói như Việt Nam ở Mỹ chẳng hạn đi, tự nhiên họ sống một cuộc đời bình thường ở Mỹ, tự nhiên về thấy có một đứa Việt Nam đó, nó ở trên con tàu mà Reagan ở USS gì, tự nhiên họ cảm thấy tự hào. Tự nhiên họ cảm thấy, chứ anh không nói anh nha, anh đang nói họ cảm thấy tự hào, thành ra họ dựa hơi vào đó. Anh nghĩ dựa hơi. Anh đề cập đến em lại nhớ đến một nhân vật, đó là cái ông em không nhớ tên, nhưng ông đó trước đây đã từng là phó thủ tướng Đức, phó tổng thống hay phó thủ tướng gì đó của Đức ấy, nhưng mà người gốc Việt ở đâu, ở trong khu vực Mỹ Tho hay Tiền Giang gì đó em không nhớ rõ. Thế nhưng mà rất rõ ràng là có một cái bộ phim có là bộ phim nó phóng sự người ta làm về cái ông này, là ông là lãnh đạo của bên chính phủ Đức, người gốc Việt, sau đó là ông ấy có trở về Việt Nam và nó có cái chương trình đó là hình như là em nhớ không nhầm là hành trình quay về quê hương hay cái gì đó, em nhớ là như vậy. Thì rất là rõ ràng ông ấy có đóng góp trong cái vấn đề giữa hai quốc gia Việt Nam và Đức để thúc đẩy cái mối quan hệ của hai quốc gia. Và khi ông quay trở về Việt Nam thì với một cái tâm thế là người con đã xa quê hương rất là lâu và quay trở về Việt Nam, thì ông mang cái tình cảm của nó. Thì em thấy trường hợp đó. Cho anh nói về cái ông này ha, cho anh nói về cái ông này, đó cảm nhận của anh thôi. Thì anh tôn trọng cái cảm nhận của em, ok. Nhưng mà cái cảm nhận của anh đó, về cái tay này, người Đức gốc Việt, thì em cảm nhận là như thế. Nhưng mà anh lại không, anh lại cho rằng là cái tay này nó không biết tiếng Việt, coi như nó nhìn thì nó người Việt Nam, gốc Việt Nam, nhưng mà nó hoàn toàn là Đức rồi. Nó không mà nó có một cái sứ mệnh mà mình không biết đâu. Nó cái sứ mệnh của nó, nước Đức gửi nó về mà nó là trẻ nữa. Thành ra mình phải cẩn thận với những cái thành phần này, tại vì tụi tư bản thế giới là nó nắm tất cả các chính quyền ở trên thế giới, nắm luôn cả Mỹ mà, nắm lên Tây Âu, phương Tây, mà nó đưa lên những cái thành phần lãnh đạo trẻ chứ không phải là người dân bầu. Thí dụ như nó đưa lên ở bên Canada, nó đưa lên thằng Trudeau, đúng không? Rồi bên Pháp nó đưa lên Macron, bên Đức nó đưa đó lên. Coi như nói chung là nó groom thằng đó, groom có nghĩa là nó nuôi dưỡng thằng mấy cái tay thằng này để làm tay sai, phục vụ cho mục đích của nó. Còn cái tay người Đức này về Việt Nam thật sự đó, anh bảo đảm là theo cái cảm nhận cá nhân của anh, bảo đảm nó chẳng có phục vụ cái gì cho quyền lợi Việt Nam đâu. Mình đừng có hiểu lầm như thế. Không, Việt Nam mình thì có... Đây là em xin phép của anh một chút, có nghĩa là ý em muốn nói ở đây đó là một cái người ta có chức vị, đúng không ạ? Và người ta cũng hoàn toàn không biết tiếng Việt như anh đã nói rồi. Thế nhưng ít nhiều gì trên cái tâm thế khi người ta trở về, người ta mang tính chất xây dựng. Ở đây em đang muốn nói là mang tính chất xây dựng đó là gì? Đó là có thể là chúng ta không thể hiểu hết về góc độ bản chất ở bên trong, nhưng về góc độ bên ngoài đó là người ta có sự thúc đẩy về góc độ quan hệ ngoại giao. Có nghĩa là về mặt hình thức của chúng ta có thể nhìn thấy được, mà chúng ta có thể nói một cách ngắn gọn đó là người ta không mang tâm thế của một người chống phá. Đấy, còn bản chất bên trong thì dĩ nhiên là em và anh đều không biết được, đúng không ạ? Thế nhưng mà thực tế ra là ít nhiều gì đó người ta cũng có cái sự hình thức là người ta có thể là làm cho một cái hình ảnh, đúng không ạ? Là một người xa quê hương khi người ta quay trở về tổ quốc, người ta có mang cái tâm thế đó. Ý em là như vậy. Thế thì qua cái sự việc này thì em cũng chỉ muốn hỏi anh Cư Sá Duy Tân một chút thôi. Dạ. Thì với góc độ của anh, với góc độ của anh hiện nay đang ở bên Mỹ này, đang sinh sống ở Mỹ, thì qua cái sự việc của cô Huyền Trân này, và chúng ta so sánh hơi khập khiễng một tí, thế nhưng mà giữa cô Huyền Trân này thì nhiều người ta lên, người ta tung hô, người ta đưa lên giống như kiểu là một ngôi sao rồi thế này thế nọ, người ta đẩy cái hình ảnh lên, ca ngợi những người lính Mỹ như vậy. Và trong khi với ngược lại thì chúng ta nhìn lại đối với thái độ đối với một số thành phần về lịch sử Việt Nam, đặc biệt là các cái sự hy sinh của các anh hùng thương binh liệt sĩ trong cái giải phóng đất nước ấy, thì anh cảm nhận như thế nào khi mà có một cái bộ phận người dân người ta lại có những cái suy nghĩ nó mang tính chất là tôn thờ nước Mỹ như vậy? Theo anh là ở Mỹ thì anh nghĩ như thế nào? Mình phải phân biệt giữa nước Mỹ, người dân Mỹ, văn hóa Mỹ và cuộc sống Mỹ với lại chính thể Mỹ. Thì anh sống ở Mỹ, anh thích Mỹ, anh cũng thích cái đời sống ở Mỹ, thích văn hóa Mỹ, thực phẩm Mỹ, âm nhạc đủ thứ, nhưng mà anh không thích cái chính thể Mỹ và nhất là chính sách đối thoại của Mỹ. Thì cái câu hỏi của em là anh nghĩ như thế nào về anh xin lỗi, quên em hỏi lại xin lỗi em quên. Ý em muốn hỏi anh là đối với anh hiện nay là người gốc Việt ở Mỹ này, thì giữa cái việc mà một số bộ phận người ta lên, người ta tự hào về cô Huyền Trân này, và thái độ là thờ ơ với lịch sử đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc ấy, thì người ta lại bị lãng quên đi. Thì anh thấy giữa hai cái vấn đề này thì anh nghĩ như thế nào? Thì tùy anh nghĩ tùy tư duy của mỗi người em. Ví dụ những đại đa số người Việt ở Mỹ, người ta bị nhồi sọ từ bao nhiêu năm rồi. Thành ra khi mà nói tới cộng sản là cái đầu tiên trong đầu họ là xấu, cộng sản là xấu. Anh nói thật ra là chính anh lúc mà anh mới sang cách đây trên 40 năm về trước, anh cũng nghĩ như thế, cộng sản là xấu. Nhưng mà nó khác nhau ở chỗ nhiều người họ đi tìm hiểu tại sao và họ tìm được câu trả lời. Nhưng mà hầu hết người Mỹ bên này phải nói người Việt ở bên này hầu như anh có thể bảo đảm hầu như là trên 80% là họ không có cần thiết phải đi tìm hiểu mà họ cứ nghĩ là Việt Nam là xấu, thì đương nhiên họ đâu có trân trọng những người anh hùng mà đã hy sinh xương máu để bảo vệ độc lập thống nhất đất nước. Đương nhiên là không, làm sao mấy người bên này làm sao mà họ quan tâm. Nhưng mà nếu mà hỏi cá nhân anh á, thì vì anh hiểu lịch sử cho nên á, anh rất là trân trọng cái đó em. Tại vì á, lịch sử, cái sự thống nhất đất nước với lại cái nền độc lập của Việt Nam nói riêng nó là quan trọng, rất là quan trọng em. Nếu mà cái sự độc lập mà nó không quan trọng thì mắc mớ gì Mỹ cần phải có ngày 4 tây tháng 7 là ngày độc lập của Mỹ, thì Mỹ đâu cần phải chiến đấu với lại tụi Anh đâu, nó cứ làm thuộc địa cho Anh đi. Rồi bao nhiêu nước nữa trên thế giới nó cũng giành độc lập. Nếu mà độc lập không quan trọng thì độc lập của Việt Nam tại sao không quan trọng? Nước Việt Nam mình thống nhất nữa, thống nhất rất là quan trọng nữa. Ví dụ như Đại Hàn, Nam Hàn, Bắc Hàn đi. Nam Hàn nhiều người cứ ca tụng ở Nam Hàn bây giờ phát triển này nọ. Nhưng mà em nhìn đi, chúng ta nhìn nước Hàn đi, nó chia cách tới bao giờ. Mà trong đó là thằng Mỹ nó đứng đằng sau, mà nó nhất định nó sẽ tìm cách, đủ mọi cách để chia đôi nước Hàn vĩnh viễn. Còn nó đã thất bại để nó chia đôi Việt Nam mình. Đó là cái tự hào đó, cá nhân anh trả lời rất tự hào ấy. Tự hào những người mà đã hy sinh cho xương máu cho Việt Nam, cá nhân anh tự hào. Còn anh không thể nói cho những người khác, những người Việt ở Mỹ khác mà anh biết là họ không quan tâm đó. Còn cái con nhỏ bé gì đó trên tàu anh không quan tâm, tại vì nó phục vụ cho nước Mỹ, không phải là nó phục vụ. Anh cũng sống ở Mỹ, tại sao anh không quan tâm? Nhưng mà anh mắc mới phải quan tâm. Nó đâu phải là người duy nhất ở Mỹ, nó có cả trăm ngàn lính đủ mọi quân chủng. Anh cũng, nếu mà anh tự hào về con nhỏ này nó phục vụ cho nước Mỹ thì anh phải tự hào 500.000 đứa khác à? Nó đành đâu anh, là tụi này nó tình nguyện mà nó đâu có chiến đấu gì bảo vệ cho tự do dân chủ cho nước Mỹ đâu, ai xâm lăng đâu em. Nên thành ra anh không trả lời được, tự nhiên bắt anh phải trả lời, anh phải tự hào gì chứ? Không biết em nói rồi có nghe có hợp lý không? Anh nói đi. Dạ, ok anh. Thì qua vừa rồi anh vừa trao đổi như vậy có nghĩa là gần như người Việt Nam chúng ta mà có một chút gốc gác Việt trước đây đó, người ta sang Mỹ là gần như người ta không quan tâm đến cái vấn đề là người ta đi tìm hiểu về xem là chế độ cộng sản như thế nào và Việt Nam như thế nào, đúng không ạ? Mà chủ yếu là thông qua cái việc là tuyên truyền, mà hay câu từ mà các anh hay sử dụng đó là nhồi sọ, có nghĩa là gần như cái truyền thông của nước Mỹ người ta như thế nào là người ta tin tưởng hoàn toàn tuyệt đối là như vậy, đúng không anh? Còn cho nói này, thật ra Mỹ nó không tuyên truyền cho cộng đồng Việt Nam, tại vì Mỹ bây giờ nó đã đi đến kết luận là cuộc chiến tranh Việt Nam là sai lầm, nhưng mà cái cộng đồng Việt Nam mình nó tự nhồi sọ nhau đó, nhất là những người mà thế hệ mà già hơn á, thì nhồi sọ ở trẻ, xong rồi trẻ đó lại nhồi sọ con của họ, cứ nhồi sọ nhau vậy. Nhồi sọ là ví dụ cộng sản là tàn ác, là xâm lăng miền Nam, rồi họ có những cái diễn giải mà lý luận về cuộc chiến tranh Việt Nam rất là sai, thành ra họ cứ truyền tai nhau vậy. Thành ra nó là như thế. Mỹ nó cũng chả, Mỹ giờ nó không quan tâm đến Việt Nam, dĩ vãng nè, nó không có, Mỹ nó không có đi, nó nhồi sọ cộng đồng Việt Nam. Cộng đồng Việt Nam chỉ là một hạt cát nhỏ ở nước Mỹ, nó đâu rảnh thôi, nó đi nó quan tâm cộng đồng Việt Nam để nhồi sọ cộng đồng Việt Nam. Mà thật ra nó đã làm biết bao nhiêu thước phim tài liệu về chiến tranh Việt Nam mà anh đã từng coi rất là nhiều để anh đối chiếu, mà nó rất là khớp với nhau. nó không khớp 100% nhưng mà nó rất khớp nhau. Chỉ có những cái bài báo biếu của cái cộng đồng cờ vàng ở bên này là diễn giả lịch sử không giống ai hết, không ai muốn đọc ấy, mà rất tiếc là những người mà dễ bị nhiễm là những người lớn tuổi, người già, tại vì họ thứ nhất là họ không có thích xem tài liệu tiếng Anh, thành ra họ cứ đọc miết từ năm này qua năm khác rồi bắt đầu họ hiểu sai lịch sử, bắt đầu họ tìm cách họ nhồi sọ con cháu họ. Nhưng mà đụng anh thì không được, tại vì anh cũng bị nhồi sọ dữ lắm, gia đình anh cũng nhồi sọ dữ lắm, nhưng mà cái tánh anh khác, càng nhồi sọ là càng thất bại đó, không có được, tại vì anh chỉ thích cái gì đó thích sự thật thôi. Cộng với lại anh đặt nước Việt Nam mình là dân tộc Việt Nam mình lên trên. Như vậy có nghĩa là về thực tế thì như anh nói thì đúng là người Mỹ người ta cũng không rảnh, và truyền thông Mỹ người ta cũng không rảnh để làm những việc đó, nhưng mà chủ yếu là xuất phát từ những người gốc Việt của chúng ta. Khi người ta sang Mỹ người ta có cái ánh nhìn không tốt, và người ta luôn lấy một cái câu từ mỹ miều đó là tị nạn chính trị, sau đó là người ta tuyên truyền lại, đúng không ạ, và nói lại cho con cháu mình là chế độ cộng sản là như thế, và nó sẽ duy trì cho đến khi là đến khi người ta qua đời. Cũng nghĩa là người ta nhìn thấy cái gì cũng là xấu, và người ta yêu cầu con cháu của người ta là phải thế này, chống cộng hay như này như kia, đúng không anh? Đúng rồi. Mà đôi khi họ tự căm thù, thật ra lúc đầu họ cũng chả căm thù gì, nhưng mà họ cứ nghe miết từ ngày này qua khác, tự nhiên cái họ căm thù một cái gì đó nó không có hiện hữu, ví dụ như cái mối thù nó không có, nhưng mà họ tưởng tượng nó ra xong họ căm thù đó. Và họ diễn giải các cái sự kiện lịch sử để người ta đổ lỗi cho cộng sản và như kiểu tôn vinh cái cờ vàng lên, đúng không ạ? Đúng rồi. Thì họ còn nói như thế này là mình sang Mỹ, mình là người Việt tự nạn, mình sang Mỹ thì mình phải đứng dưới một lá cờ nào đó chứ, mình không đứng dưới lá cờ cộng sản, cờ đỏ sao vàng, thì mình phải đứng dưới cái cờ nào đó chứ, thì đương nhiên phải đứng dưới cái cờ vàng ba sọc đỏ. Nhưng cái nghị luận nó nghe nó vô lý. Đối với anh chả cần phải đứng dưới lá cờ gì cả, anh chỉ có, anh là sang Mỹ anh sinh sống bao nhiêu năm nay, anh chả đứng dưới cái cờ. Tại sao cái quyền tự do của anh muốn đứng dưới lá cờ nào thì anh đứng, sao bắt anh phải đứng dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ là như thế nào? Nhưng mà họ cứ muốn như vậy. Nói chung là họ sống như dĩ vãng nha. Nhưng mà để chung để nói thêm một cái này nữa, Mỹ á, nó bàn giao ở Việt Nam hiện nay á, là nãy Trung nói là cái sự bàn giao rất tốt đẹp, đúng không em? Đúng không em nói vậy phải không? Yeah. Về mặt hình thức thì là như thế. Ok. Yeah. Về mặt hình thức thì... anh đồng ý hoàn toàn. Nhưng mà anh có nghe nhiều người nói, nhưng mà có những người mà họ năng nổ lên trên YouTube, trên mạng mà họ nói thì nó làm phiền anh. Còn những người mà họ không có năng nổ, chỉ nói chung quanh bạn bè gia đình nói thì anh không quan tâm. Nhưng mà những người mà lên mạng mà nói vậy thì nó thành ra giống như là mình tuyên truyền. Ví dụ như họ nói chứ cái sự quan hệ giữa Mỹ Việt Nam hiện nay rất là thân mật, rất là mật thiết, thân mật. Thì anh thấy cái câu nói nó hoàn toàn là sai. Tại vì trong cái sự mà gọi là gì ta, ban giao, ngoại giao quốc tế là nó liên hệ đến quyền lợi đôi bên, chứ nó không có liên hệ đến kiểu giống như tình cảm cá nhân, phải không? Cái như Mỹ với Việt Nam mà là rất là thân mật. Cái chuyện ban giao giữa hai nước mà dùng cái chữ thân mật thì nghe nó, đối với anh thì nghe nó buồn cười quá. Ví dụ như anh thân mật với người bạn kia, hay là thân mật với cái cô gái kia hay gì đó, đó là khác. Còn cái sự ban giao hai nước mà thân mật thế nào, cứ nói ra cô đó có nghĩa là chẳng hiểu về gì về cái chính sách ngoại giao của Mỹ nó lật bàn tay, giống như nó thay đổi chính sách, nó giống như lật bàn tay thôi. Nó tuy là nó đang cái sự bàn giao giữa hai nước với nhau hiện nay như nãy bà em nói rất là tốt đẹp, nhưng mà nó luôn luôn nuôi dưỡng một cái bộ phận mà nó có những cái ngân quỹ để nó nuôi dưỡng cái bộ phận đó, để mà khi cần thiết, nếu mà cái chính trị phải thay đổi, nó cần thiết nó lật bánh bài thì nó phải có một cái người nào đó ở trong nước nó đưa ra chứ, đúng không? Như là vật thế thân, đúng không? Ý nó là sẽ là trở thành một cái vật thế thân, đúng không ạ? Anh không biết anh giải thích vậy, anh có giống của anh không, nhưng mà ý nói là nó sẽ có một cái bộ phận ngấm ngầm. Ý là cái bộ phận mà nó nuôi dưỡng ở trong nước để sau này mà nó thay đổi cái chính sách là nó sẽ đưa cái bộ phận đó lên lãnh đạo. Đúng rồi, chính xác. Nó gồm nhiều thành phần, nó không chỉ riêng ở Đắk Lắk đâu. Nhiều khi nó còn dùng những cái thành phần giống như là sư, mấy ông sư. Ok, ví dụ như ngày trước đây cái ông sư đó già không biết còn sống không. Mà nếu còn sống chắc chả làm gì được, nhưng mà ông đang nói thời gian cách đây 10-15 năm về trước đó, thì có ông quên tên này. Cái ông đó bị nhà nước gọi là gì ta tù treo ông cho, tại vì ông phản động. Mà cái lý do ông phản động là ông được cái ngân quỹ của Mỹ nó có một cái bộ phận nó gọi là NED, em biết không? NED, NED, NED là National Endowment for Democracy. Cái tên từ đó là có nghĩa là gọi là gì ta? Cái giống như là một cái bộ phận của chính phủ tranh đấu cho tự do dân chủ của các nước trên thế giới, nhưng mà thật ra chả dân chủ gì cả. Cái bộ phận đó là chuyên môn đi phá hoại. Thí dụ giờ nó muốn thay đổi chính thể ở Nga đi, nói dụ vậy đi, thì nó luôn có một bộ phận ngầm đó, nó để đó. Bộ phận nó có ngân quỹ nuôi dưỡng. Mà nếu mà khi mà nó lật đổ được Nga rồi, lật đổ được Putin rồi, đương nhiên nó phải đưa một cái người nào lên chứ, đúng không? Nó phải có sẵn một cái bộ phận đó, luôn là như thế. Ở Việt Nam cũng vậy, Campuchia cũng vậy, Thái Lan cũng vậy, rồi các nước trên thế giới. Cho nên mình đừng có bao giờ dùng cái từ gọi là cái bàn giao giữa Việt Nam mình với lại Mỹ là rất là thân mật.